trên TikTok nó nói tại sao phải tắt app. App là để dành cho những người mà xấu xài, cho nên là không có cần phải tắt app. Tắt app là sẽ bị lạc hậu. App là để dành cho những người xấu xài, những người mà sống bề ngoài, sống nổi, thích đổ, khổ mà đổ. Nợ thì đầy đầu, chất đầy đầu, tiền thì không có đáo hạn ngân hàng, mà thích sống nổi, sống bề ngoài, thích nổ, phải không? Thì app là để dành cho những cái con mà mặt già như vú khí đá vậy đó, mặt già như mặt khỉ vậy đó, mấy đứa mà xấu xí, xầu xì đó, phải không? Mặt mày mà sần sùi, nhiều mụn nó xài, phải không? Chứ tắt chi, tắt rồi làm sao mà bán mỹ phẩm được. Cho nên phải mở lên để cho thấy da nó mịn màng được, phải không? Để bán mỹ phẩm, để lùa gà, để gạt thiên hạ. Chứ tắt rồi sao lùa gà, sao gạt thiên hạ được? Làm sao mà ma mị thiên hạ, làm sao mà bán kem 18 triệu được, phải không? Phải để app mới là dụ mấy cái con ngu đần dốt đầu bò ốc lợn, một cái đám mà ngu xuẩn đần độn á nha, đầu không có não, đầu chưa cứt thì nó nhào vô, nó tin rồi nó mua, phải không? Chứ còn mà tắt app rồi ta thấy cái mặt già như con khỉ nha, coi như con khỉ già, mụn người dày giống như là cái về cơm cháy vậy đó, mặt thì dày giống như đường gầy xe lửa, thì ai mà mua mỹ phẩm rồi tiền đâu đáo hạn ngân hàng, đúng không? Tiền đâu trả lãi, mẹ lãi nó lãi con, đúng không? Cho nên là tắt app làm gì đó, con le le nó nói vậy đó, sáng đi trên đường làm xài app thì mới dụ được cái đám đầu bò ốc lợn nó mới mua mỹ phẩm được, phải không? Mỹ phẩm chó má nị đó. Ủa, trời đất ơi, tao nói hả, cái đầu bữa nay á nha, với cái mặt á y như con bệnh đau tâm thần 192 hàm tử bánh trương dương mới ra vậy đó. Ai á mà sớm cái đầu cho nó, trời đất ơi, cái này không phải là gọi cắt nha, cái máy đỏ tóc này á nha, không phải là cắt, mà cái máy tóc này phải kêu là sớm nha. Cái đầu nó là đang bị sớm cái đầu đó, chứ không phải là cắt đâu. Ai nắm đầu nó sớm đầu nó đó mọi người. Nháo. Mọi người nghĩ đi, tự nhiên cái đi ra chửi mẹ của người ta. Bây giờ muốn chửi không biết chăm bao nhiêu cũng được. Bây giờ ai cũng lớn hết, bước qua tuổi vị thành niên hết rồi, lên đây đấu đá với nhau, chửi trâu, chửi chó, chửi mèo, thằng này con nọ đĩ này, chó đẻ kia cũng ok đi. Vì chúng ta đã lên đây một cái diễn đàn, chúng ta đã chọn một con người để chúng ta chơi, chọn một bên để chúng ta bảo vệ, để chúng ta tranh luận đấu đá, để xem thử như thế nào. Nhưng mà đằng này á, mình lôi mẹ của người ta ra mình chửi, mà trong khi đó phải chi á, tôi với ổng còn ok, chửi được cũng được nữa. Rồi xong rồi bích chăm, ngày xưa cũng đã từng lên khen ba mẹ Linh Tí nịnh quá trời nịnh. Lúc được rồi, bởi vì người ta nói á, thương rồi trái ấu nó cũng tròn, rồi ghét rồi trái bồ hòn nó cũng méo. Mình là bậc cha chú, chú cũng như cha, bác cũng như cha rồi, đúng không? Tuổi như vậy rồi, mình không đàng hoàng sao bắt con cháu nó đàng hoàng, em út nó đàng hoàng mình được. Mình là bậc tiền bối, mình đi trước, người ta là sanh sao đẻ muộn, sự hiểu biết của người ta, học hỏi của người ta nó còn đi kém ngày tháng với mình. Thì mình đó là người đó sinh ra trước, mình phải đặt một cái vị trí để cho người ta tôn trọng mình. Còn đằng này mình cứ đem những cái kiểu hiểu biết chợ búa, lưu manh, du đảng, du côn, cứu hồn ra, rồi để mình áp chế, áp đặt người ta phải đi theo cái khuôn khổ và cái sự hiểu biết dốt nát ngu muội của mình, để mình bắt người ta phải nghe và lắng nghe, phải chấp nhận. Rồi người ta không làm được điều đó, mình quay qua mình mổ xẻ, cắn xé và chửi rủa người ta, vậy là sao? Tính mà xem, bạn đang phải trả 179.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng phát trực tuyến và 59.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng nghe nhạc.
và 249.000 đồng mỗi tháng cho một ứng dụng tập luyện và nhiều tiền hơn cho các ứng dụng khác. Quá là tốn. Vậy tại sao không dùng YouTube Premium chỉ với 79.000 đồng, tận hưởng mọi lợi ích tương đương và toàn bộ nội dung trên YouTube? Quá tệ.